Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, trên báo Nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết Vì nhân dân mà dấn thân, cống hiến. Hai năm qua là khoảng thời gian thử thách đầy cam go đối với đội ngũ thầy thuốc, những đóng góp của họ không thể đong đếm được. Những chiến sĩ áo trắng đã và đang âm thầm lặng lẽ dấn thân, cống hiến, hy sinh tình cảm và lợi ích cá nhân để mang lại cuộc sống bình yên cho người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc để thực hiện tốt mục tiêu thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ngành y tế tiếp tục là lực lượng tiên phong với vai trò nòng cốt nơi tuyến đầu. Những cán bộ y tế tuyến cơ sở đang phát huy vai trò người gác cổng mang lại cuộc sống an toàn cho người dân. Còn trên mục diễn đàn chủ nhật báo quân đội nhân dân số ra ngày hôm nay cũng có bài viết tri ân hiệu quả thiết thực nhất Hôm nay ngày 27 tháng 2 ngày thầy thuốc Việt Nam hẳn là sẽ có rất nhiều lời chúc rất hay và ý nghĩa được chia sẻ trong thực tế và cũng như là trên các tài khoản mạng xã hội nhưng mong sao mỗi chúng ta hãy biến những lời chúc hoa mỹ thành một hành động thực tế. Hãy thực hiện thật tốt công việc phòng chống dịch COVID-19 cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Và chỉ khi số ca nhiễm ở trong tầm kiểm soát, những người thầy thuốc đang kiệt sức vì sức khỏe của nhân dân mới có thể có được thời gian ngơi nghỉ. Đó mới thực sự là sự tri ân hiệu quả nhất, thiết thực nhất dành cho các thầy thuốc Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Vào tối ngày 26 tháng 2, thì cuộc hành trình kỳ lạ của thầy trò đội tuyển U23 Việt Nam đã khép lại theo một cách không thể ngọt ngào hơn với ngôi vô địch và chiến tích không để lọt lưới bàn nào sau 4 trận đã qua. Đánh bại U23 Thái Lan 1-0, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã đăng quang ngôi vô địch U23 Đông Nam Á, một cái kết đẹp cho một hành trình quá gian nan khi có thời điểm U23 Việt Nam tưởng phải rời giải vì quá nhiều cầu thủ bị nhiễm Covid-19. Tinh thần thi đấu ngoan cường cùng khát vọng chiến đấu đã giúp các tuyển thủ U23 Việt Nam đăng quang giải U23 Đông Nam Á trong bối cảnh gian nan nhân sự. Một lần nữa, người hâm mộ lại thấy nụ cười trong gian khó dạng người trên gương mặt các đội tuyển U23 Việt Nam bên chiếc cúp vô địch. Thưa quý vị, liên quan đến tai nạn lật cano ở cửa đại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam khiến cho 13 người chết và 4 người mất tích, theo báo Sài Gòn Giải Phóng. thì Đến khuya ngày 26 tháng 2, hơn 500 người, 11 phương tiện thuộc tỉnh Quảng Nam, quân khu 5, bộ đội biên phòng vẫn tích cực tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An khẳng định, vào thời điểm xuất bến cũng như khi các tàu chở du khách vào bờ gió cấp 4 trời bình thường, các tàu khởi hành cùng thời điểm vẫn duy trì và di chuyển không hề gặp khó khăn. Trước khi gặp nạn thì các thuyền viên cũng như là du khách đều mang áo phao theo đúng quy định. Hiện tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với các đơn vị huy động 11 tàu, cano, hàng chục tàu cá, thúng chai với hơn 500 người để tìm kiếm người gặp nạn và cũng như làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo thiếu tướng Lê Ngọc Hải là Tham mưu trưởng quân khu 5 thì ngoài các tàu tìm kiếm, quân đội cũng huy động một trực thăng MI-171 cùng 9 người trong phi hành đoàn tham gia tìm kiếm ngay trong đêm 26 và sáng ngày 27 tháng 2 phim việt nam vươn đến giải thưởng quốc tế gian nan hành trình tỏa sáng là nhân đề bài viết đáng chú ý được đăng tải trên bà hà nội mới số ra ngày hôm nay Thưa quý vị, thời gian gần đây thì có những phim Việt Nam ghi dấu ấn ở một số giải thưởng liên hoan phim quốc tế. Xong để có thể đoạt được giải hay là đề cử ở các giải thưởng điện ảnh quốc tế uy tín như là Oscar, giải thưởng của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ, hay là hiện liên hoan phim quốc tế Cannes ở Pháp, liên hoan phim quốc tế Berlin Đức, liên hoan phim quốc tế Venice ở Italia vẫn là mơ ước của giới làm phim Việt Nam. Phải nhìn nhận là hành trình để phim Việt tỏa sáng ở các giải thưởng này thì vẫn còn nhiều gian nan